Dạ, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Hiếu Xe Đạp Nhật Bãi nha các bạn. Rồi, hôm nay đã là ngày 1 tháng 1 năm 2024 rồi các bạn ơi. Rồi, hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới nha các bạn. Thì em cũng xin chúc cho các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng nha. Đó, làm ăn phát tài nha các bạn ơi. Đó, thì cũng nhân ngày năm mới đây, em lại về tiếp hai con xe các bạn ơi. Em mới vừa rửa xong, là tay chân em ướt rồi các bạn. Mới vừa rửa hai con xe xong các bạn ơi. Hai con rất đẹp. Thì clip đầu tiên của năm thì em sẽ bán hai con này, phải nói là siêu phẩm luôn các bạn. Nó zin từ trên xuống dưới và nó cực kỳ đẹp nha các bạn. Một em Merida của Mỹ, dòng em Fuji Nhật nha các bạn ơi. Đó, hai con zin và rất đẹp nha các bạn. Đó, rồi em xin phép vào chi tiết luôn các bạn ơi. Đây, rồi để em tắt cái quạt đó các bạn. Đó, em xin phép vào chi tiết này các bạn ơi. Đây là em Merida nha các bạn. Đó, em mới vừa rửa xong luôn các bạn ơi. Bộ tay bấm xả nè, 3 dĩa 8 líp nha các bạn. Di động công tăng của Merida luôn nè các bạn ơi. Đó, phản quang zin luôn nè. Đó, bao tay zin nè. Mãi bao tay nãy hơi mòn thì em sẽ hỗ trợ đổi cho các bạn cặp bao tay mới nha. Đó, đây công tăng rất đẹp cho các bạn. Những ốc tán của nó còn nguyên zin hết các bạn ơi. Đó, các bạn thấy không? Đây là một em màu xanh tím nha, em Merida nè, đổi màu nữa các bạn ơi. Em Merida đổi màu nha, màu sơn rất đẹp các bạn. Đó, em Merida màu xanh tím nha các bạn, đổi màu rất đẹp các bạn ơi. Đây, càng thắng Shimano đây, càng thắng Shimano cực kỳ đẹp nha các bạn. Em này là em khung nhôm nha các bạn ơi, càng nhôm luôn các bạn ơi. Khung nhôm càng nhôm nha, cái càng cực kỳ đẹp luôn nè, em mới rửa xong nè các bạn. Đó, đây cái vỏ nè. Cái vỏ này là 700 nhân, để em xem, vỏ 700 nhân 28 c nha các bạn. Đây, vỏ này vỏ 700 28 c nha các bạn. Vỏ này của Merida luôn các bạn, của zin của hãng luôn nha. Niền nhôm của Merida luôn nè các bạn ơi. Em này phải nói cực kỳ zin nha các bạn. Đó, đã kiểm tra hết rồi các bạn ơi, đã kiểm tra và rửa, vô mở bò và rửa xong hết rồi. Đây là tấm inox sơn tĩnh điện, đùm nhôm có mở khóa nhanh luôn các bạn ơi. Cái mở khóa nhanh phải nói cực kỳ đẹp luôn. Đó, em Merida khỏi bàn các bạn ơi. Đó, em này là em size 41 nha các bạn. Đây, 41cm và 52 nha các bạn ơi, 41-52 các bạn. Đó, rất phù hợp cho 1m6 chạy nha, 1m6 trở lên là chạy ok các bạn ơi. Đây là một cái gọng nước mà bị gãy các bạn ơi, gọng nước zin của em. Em sẽ hỗ trợ đổi cho các bạn cái gọng nước zin khác nha. Đó, đây tem mát của Nhật Bản còn rất đầy đủ các bạn, nhôm 6061 đây là Tokyo gì nè. Đó, tem mát của Nhật Bản đó, rất đẹp các bạn. Chiếc xe quá đẹp luôn các bạn ơi. Giò dĩa nhôm sơn tĩnh điện màu đen. Đó, cái càng nè các bạn ơi, cái sườn sau nè hơi chạy đen xíu nha, chân chống zin theo xe có tăng chỉnh luôn các bạn. Đây, đây cái sườn sau rất đẹp các bạn. Đó, à, mới vừa rửa xong luôn các bạn ơi. Càng thắng Shimano, cốt yên zin theo xe luôn các bạn. Và cái yên này cũng zin theo xe luôn các bạn ơi. Đó, yên zin theo xe luôn nha. Đó, mới rửa xong còn nước nè các bạn. Đây vỏ sau 728C luôn. Vậy cái niền sau cũng là Merida luôn các bạn. Đó, niền Merida luôn các bạn. Tâm inox sơn tĩnh điện. Đó, rất đẹp các bạn ơi. Đó, rồi em qua mặt bên đây nha các bạn. Đây, Merida một cái màu sơn quá đẹp các bạn. Các bạn thấy ống ánh cà mây, còn ống ánh cà mây rất đẹp nha. Đó, đây cái khóa yên Merida luôn các bạn ơi. Đó, rồi em quay tới bộ clip thì Merida thì luôn luôn đi là 3 dĩa nha các bạn và 2 4 6 8 clip nha các bạn. 2 4 6 8 clip nha các bạn ơi. Đó, 3 dĩa 8 clip nha các bạn. Đây, những cái mắt clip rất đẹp các bạn. Những cái mắt clip là không có mắt nào là mòn luôn nha các bạn ơi, rất là vuông nha các bạn. Đó, các bạn thấy cái cùi đời là các bạn hiểu cái xe mới cái nào rồi. Cái cùi đời zin của em nó là Shimano Antus này các bạn, cực kỳ mới luôn. Đó, cộng dây sơn zin theo xe luôn các bạn ơi. Đó, cộng zin theo xe nha. Mấy cộng dây sơn mới bây giờ là không thể nào mà so sánh được nha các bạn. Đó, cái phản quang zin theo xe, càng thắng sau cũng Techo luôn các bạn ơi. Đây, giò dĩa nè, giò dĩa, nhôm,
sơn đen tĩnh điện nha các bạn. Đây cái bảo vệ dĩa còn yên nguyên luôn các bạn ơi. Đó, cái chuyển dĩa nè, chuyển dĩa Shimano Auto này nha các bạn. Ba dĩa thì em đã canh chỉnh và vô mẫu bò mượt mà hết rồi các bạn ơi. Nói chung em xe rất đẹp các bạn. Đó, một em Medida rock quay nha các bạn. Mấy nay em bán Medida cũng nhiều lắm rồi các bạn. Đó. Đây tổng quan con xe này các bạn. Sườn rất đẹp nha các bạn. Em màu xanh đổi màu xanh tím nha. Đó. Em Medida này 7,5 triệu nha các bạn ơi. Rồi đầu năm thì lên cho các bạn con xe đẹp luôn các bạn. Con xe này quá đẹp và zin nguyên con nha các bạn. 7,5 triệu zin toàn bộ nha các bạn. À, cái yên nó hơi rách đây xíu nha. Rồi, các bạn chịu khó về lại bọc lại em. Đó, hơi rách dưới đây cũng không sao đâu các bạn ơi. Các bạn ngồi trên đây thì còn nguyên nè. Đó. Yên zin theo xe các bạn. Đây, em Medida quá đẹp các bạn ơi. Ba dĩa 8 lít. Rồi, đầu năm mới em lên con hai con xe rất đẹp, rất zin nha các bạn. Không có thay thế món nào luôn các bạn ơi. Đó. Rồi tiếp theo em này 7,5 triệu nha các bạn. Các bạn quan tâm alo nha 0975158377. Tiếp theo là em Fuji các bạn, mời vừa mới về luôn. Đây em Fuji này nước sơn của em nó thì còn trên 95% nha các bạn. Nó hơi chạy nhiều chỗ thôi. Đó, nước sơn zin nữa luôn các bạn ơi, chưa qua dặm tốt gì hết, rất đẹp các bạn. Subaru nha các bạn, một em Fuji Subaru của Nhật Bản nha các bạn ơi. Đó. Em này là size 44 nha các bạn, size S các bạn ơi. Size S size 44 này rất đẹp các bạn. Đây, tem mác của Nhật Bản thì còn đầy đủ nha các bạn ơi. Đó, tem mác của Nhật Bản còn đầy đủ. Em này là đời 2019 nha các bạn. Đó, rất đẹp. Vỏ trước sau là 700 nhưng để em xem cái size vỏ. Vỏ này, vỏ trước sau là 700 nhân 28C hết nha các bạn. Niền nhôm luôn nè, tâm inox sơn tĩnh điện. Đó, đùm nhôm có mở khóa nhanh trước sau luôn các bạn ơi. Em này em khung nhôm càng nhôm luôn nha các bạn. Em Fuji rất đẹp các bạn. Đây, để ngoài giùm em. Để ngoài. Đây, em Subaru. Đó. Rất đẹp các bạn. À, các bạn thấy nước sơn không? Những mối hàng về cá nè. Fuji các bạn ơi. Đó. Rồi dĩa nhôm nè. Sơn tĩnh điện màu đen các bạn. Chân chống zin theo xe luôn các bạn ơi. Đó, vỏ sau nè, 728C luôn. Đó. Niền nhôm tâm inox sơn tĩnh điện, mở khóa nhanh, quá đẹp các bạn. Đây cốt yên nè. Cốt yên Fuji luôn nha các bạn, và cái yên Fuji luôn các bạn. Đây cái yên zin theo xe không rách một miếng nào luôn. Yên zin theo xe không rách miếng nào luôn, yên màu đen trắng rất đẹp, trắng đen các bạn ơi, màu trắng nè. Rất đẹp nha các bạn ơi, cốt yên đen, các bạn nhìn rõ cốt yên không, quá đẹp luôn các bạn. Đây bao tải zin theo xe nha các bạn. À, ghi đông công tăng thì của Fuji luôn các bạn ơi, ghi đông công tăng của Fuji luôn. À, những cái ốc này em sẽ hỗ trợ thay những ốc mới cho các bạn nha, cho đẹp các bạn. Thì em này là còn để nguyên zin luôn các bạn ơi. Đó. Fuji nha các bạn. Bộ tay bấm xả rất đẹp các bạn. Bộ tay bấm xả Shimano 3 dĩa 8 lít rất đẹp. Đây chuồng. Chuồng zin của em đó nha. Đây. Bao tay này thì em sẽ cũng sẽ hỗ trợ đổi bao tay mới cho các bạn. Bao tay xịn luôn nha. Đó. Đây. Subaru nha các bạn. Em Fuji thì nước sơn của em nó khỏi bàn luôn. Các bạn nhìn kỹ những mối hàng ghế cá nè. Đó, rất là rõ nét luôn nha các bạn. Thì nước sơn của em này còn quá đẹp các bạn, cực kỳ là VIP luôn. Đó, Fuji nước sơn cực kỳ là đẹp luôn các bạn ơi. Đó, nước sơn zin 100% nha các bạn. Đó. Đây bộ líp của em nó đây các bạn ơi, 8 líp nha các bạn, cực kỳ nhẹ luôn các bạn ơi. Cái này về xịt dưỡng sơn như nha, dơ các bạn. Đây cái cùi đời Shimano Antus zin theo xe còn rất là mới luôn các bạn. Dây sơn zin theo xe luôn. Dây sơn zin theo xe luôn các bạn ơi. Các bạn đừng nên đổi dây sơn mới nha. Đây cái chuyển dĩa Shimano Auto này rất đẹp luôn. Bảo vệ dĩa ba dĩa nè các bạn. Đó, em này cũng 1m6 trở lên là chạy nha các bạn ơi. Chạy ok nha. Đó. Fuji quá đẹp các bạn.
đây em sẽ quay tổng quan cho các bạn nha. Đó, em Fuji này, cái sườn em này rất đẹp các bạn, cái sườn nhìn rất là thể thao nha. Đó, em Fuji này em bán với giá là 7.500.000 nha các bạn, 7.500.000 các bạn ơi. Đó, rất đẹp các bạn, và những xe em bán ra đều full đồ chơi cho các bạn nha. Đó, thì đầu năm mới mà em sẽ vô full đồ chơi cho các bạn luôn, đèn trước đèn sau, ống bơm gọng nước luôn các bạn ơi. Đó, vô full cho các bạn nha, vô cái ổ khóa cho các bạn luôn. Nói chung là trên xe gắn được gì em sẽ gắn hết cho các bạn nha. Đó, hai cái chắn bùn nữa. Đó, đầu năm mới em sẽ có khuyến mãi rất nhiều các bạn. Đó, hôm nay em lên hai xe các bạn ơi, hôm nay em lên hai xe nha. Các bạn nào quan tâm alo em nha, 0975158377, hai em này đều đồng giá 7.500.000 nha. Đó, 1m6 trở lên là chạy ok rồi các bạn ơi. Rồi, đầu năm mới em cũng xin chúc các bạn một năm thật nhiều sức khỏe nha các bạn. Hẹn gặp các bạn những video clip sau các bạn ơi. Xin chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn.